Rồi, xin chào anh em đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay đây ở đây là một đống hàng mình săn được hôm 18/6 ở Lazada, sale Lazada đó. Thì hôm nay hàng đã về ra rất là nhanh. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp cho anh em luôn. Xem đây chỉ là một vài món linh tinh thôi. Đó, cũng không có gì đặc biệt. Thì hôm nay cũng mở hộp chia sẻ với anh em luôn. Đây mình săn được những cái gì nhá. Thì đây là một cái váy này. Đó. Đây là một cái váy nha, đầm nữ này. Đó, thì giá sale thì được nửa, 50%. Mình sẽ mở luôn nha. Đó, đây. Một cái đầm. Đó. Giá là 300.000 này. Đó, không có gì đặc biệt mình. Món tiếp theo. Món tiếp theo đó là một cái kệ 4 tầng này. Đó, một kệ 4 tầng để đựng giày dép, một sách vở gì đó. Đây, mình mua về để đựng giày dép này. Đó, thì mình sẽ mở cho anh em xem nha. Giá của cái này là hình như là mình nhớ là 30.000 đó. Không nói là free ship luôn. Chứ không bình thường là phải mất ship, phải mất hơn mấy chục nha. Đó. Thì anh em nào quan tâm thì link mình sẽ để phía bên dưới nhé. Những sản phẩm mình sẽ để bên dưới hết nha. Đây cái kệ của mình này. Đấy, để đây tí nữa mình sẽ lắp thử nha. Mình sẽ lắp thử cho anh em xem. Món tiếp theo hơi to, anh em đoán trong này là cái gì? Đó. Đây. Đây mình có một cái rụt gối ôm này. Và tặng kèm một cái gọc vỏ gối nhé. Đó, giá của nó là 98.000. Một cái gối ôm khổng lồ nha. Hôm nay sale thì rất nhiều món. Thì hiện tại nó đang vẫn còn đang sale á, vài ngày nữa anh em nào quan tâm link mình sẽ cũng để chương trình mình để dưới nhé. Một cái gối ôm này. Khá là to. Cái này phải hơn 1 mét đấy. Đây, tặng một cái vỏ gối. Con gà rất là cụ tay nha. Rất là dễ thương. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi lắp thử cái kệ cho anh em xem nha.